Nhân dịp này, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết đã đến thăm chúc mừng các thầy cô giáo tại trường tiểu học Lương Thế Vinh, quận Sơn Trà. Qua nghe báo cáo tình hình hoạt động và công tác giảng dạy của trường tiểu học Lương Thế Vinh, quận Sơn Trà thời gian qua, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của thầy và trò nhà trường trong dạy và học, nhất là đã có những cách làm hay, sáng tạo trong đổi mới phương pháp dạy học, quan tâm đến giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh. Nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, lãnh đạo thành phố chúc các thầy cô giáo nhiều sức khỏe, không ngừng trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ, giữ vững đạo đức cao quý của nghề, tiếp tục đoàn kết qua khó khăn, thách thức, dốc tâm huyết, góp phần vào sự nghiệp giáo dục trong giai đoạn hiện nay.